khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Ngọc Trinh đăng story sơ ý để lộ người đàn ông ngủ quên trên ghế tình yêu. Ngọc Trinh đăng clip vô tình để lộ một người đàn ông trẻ nằm ngủ quên trên ghế tình yêu. Người này được cộng đồng mạng đoán là bạn trai hiện tại của nữ hoàng nội y. Ngọc Trinh nổi tiếng là người đẹp cởi mở, chia sẻ cuộc sống riêng tư. Tuy nhiên về bạn trai thì cô nàng luôn giấu kín. Vừa qua đàn em của ông bầu Vũ Khắc Tiệp đăng tải hậu trường làm vlog, vô tình lộ một người đàn ông đang nằm ngủ trên ghế tình yêu. Người này được cho là bạn trai bí mật của Ngọc Trinh, dù chỉ xuất hiện ít giây ngắn ngủi. Chỉ lộ diện một góc gương mặt và một phần cơ thể, cũng có thể thấy được bạn trai cô nàng là một người trẻ tuổi, hơi chững chạc, tầm U30, U40. Hình ảnh người đàn ông ngủ quên trên ghế tình yêu được cho là bạn trai của Ngọc Trinh. Người này có thân hình cao, mảnh khảnh và trẻ trung. Tuy nhiên, nữ hoàng nội y đăng story, ắt hẳn đã xem trước clip. Vì vậy, không thể để lộ danh tính bạn trai lên mạng xã hội một cách dễ dàng như vậy. Cũng có ý kiến cho rằng người đàn ông này chỉ là bạn bè của cô nàng hoặc một người trong ekip làm việc quá sức nên ngủ thiếp đi mà thôi. Cách đây không lâu, Ngọc Trinh chia sẻ cô đã có dự định lấy chồng và mong muốn sinh đôi một trai một gái. Nhưng việc kết hôn phụ thuộc vào việc chọn được bạn trai hợp phong thủy. Ngọc Trinh cho biết thêm, muộn nhất tầm 1-2 năm nữa cô sẽ lấy chồng và làm mẹ. Chắc chắn tôi cũng phải có con thôi, vì hiện tại cũng đã 31 tuổi rồi. Lúc xây nhà tôi đã nghĩ đến và chuẩn bị sẵn phòng cho các bé. Ngọc Trinh tiết lộ sẽ kết hôn trong 1-2 năm tới. Ngọc Trinh hạnh phúc bên bạn trai hiện tại. Được biết Ngọc Trinh hẹn hò với một người đàn ông bí mật. Cô còn hứa hẹn trở nên dịu dàng hơn để chiều lòng bạn trai. Anh chàng cũng thường xuyên tới biệt thự của bạn gái. Thậm chí còn chụp ảnh cực kỳ có tâm khiến Ngọc Trinh vui mừng khoe đến fan. Đến nay danh tính người yêu của người đẹp Trà Vinh vẫn là ẩn số đối với đông đảo khán giả.